Theo báo cáo quý 1 năm 2024, toàn tỉnh xảy ra trên 180 vụ tai nạn giao thông, làm 73 người chết, 162 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023, số vụ và số người bị thương tăng. Tuy vậy, số ca tử vong có chiều hướng giảm. Cùng với đưa ra các con số thống kê, ban an toàn giao thông tỉnh phân tích kỹ về nguyên nhân, giới tính, độ tuổi, thời gian và các tuyến đường thường hay xảy ra tai nạn giao thông cũng như triển khai đồng bộ nhiều biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông, phòng chống ủng tắc giao thông, đảm bảo tốt an toàn giao thông trên toàn địa bàn. Các địa phương cũng thảo luận và đưa ra một số kiến nghị về việc quản lý vận tải, phương tiện và người lái, sát hạch và đào tạo, đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông bằng những việc làm mô hình cụ thể. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của các địa phương, các ngành Tuy nhiên, ông cũng đã phê bình các địa phương chưa làm tốt, còn để tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh chỉ đạo ngành giao thông vận tải, thường trực ban an toàn giao thông tỉnh, cần phân tích đánh giá cụ thể các nguyên nhân, nắm bắt kịp thời các kiến nghị để giải quyết tốt vấn đề an toàn giao thông trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các hình thức trực quan sinh động theo từng ngành, từng vùng và từng khu vực trọng điểm thông qua không gian mạng, ở các cộng đồng dân cư và những nơi đông người với phương thức ngắn gọn, hiệu quả, đặc biệt đơn giản, dễ hiểu với học sinh sinh viên. Đối với các địa phương, đề nghị tăng cường tuyên truyền về trực tự an toàn giao thông bằng hình thức loa đài, chú trọng đến tuyên truyền về xe công nông, xe máy. Ở các đô thị, cần quan tâm hơn nữa đến việc quy hoạch bố trí đậu đổ xe ngày chẳng lẽ trên một số tuyến đường. Trong bối cảnh xe hơi cá nhân tăng, bố trí thêm các bãi đậu xe ở các bãi đất trống, chưa triển khai đầu tư để làm các bãi đậu đổ xe tạm thời nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Về lâu dài, cần quan tâm quy hoạch thêm các bãi đậu đổ xe bến xe. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các thành viên chú trọng xây dựng các video clip mang nội dung sinh động nhằm lan tỏa và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động đối với mọi tầng lớp nhân dân. Bố trí vốn đầu tư để triển khai một số tuyến quốc lộ quan trọng qua địa bàn tỉnh, tăng tính kết nối giao thông đối ngoại cho tỉnh. Song song đó, cần công bố công khai số điện thoại cấp cứu tai nạn giao thông và bố trí xe cấp cứu 115 theo từng vùng, khu vực để tiến hành cấp cứu kịp thời và hiệu quả công tác cứu nạn cứu hộ. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị thanh tra chuyên đề về hồ sơ sức khỏe thi lái xe, dẹp bỏ xe dù bến cóc, kiên quyết xử lý xe công nông, xe máy không giấy tờ tham gia giao thông, xử lý nghiêm khắc và kiên quyết các trường hợp không sử dụng rượu bia, chất kích thích, đặc biệt đối với cán bộ đảng viên lái xe khi có nồng độ cồn chú trọng lắp đặt đầy đủ hệ thống camera giám sát hệ thống chiếu sáng đảm bảo hạ tầng giao thông đồng bộ cũng như tăng cường đạo đức cho người lái xe